chào mọi người. Mọi người nghe nhạc một chút, và đây là Kinh Hòa Bình của Đạo Công Giáo. Kinh Hòa Bình này được hát trên khắp thế giới. Trong cây vào nơi thánh vọng để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến trong u sầu. Này Chúa, xin hãy dạy con kính an của người hơn được gặp lại bản thân. Vì chính khi nhìn thân là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chào các bạn, mở đầu là một bài Kinh Hòa Bình. Đây là một bài hát được sử dụng trong nhà thờ của Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới. Đây là một bài do một linh mục của Giáo hội Công giáo sáng tác. Và các bạn thấy về nội dung của bài hát này là cực kỳ hay, mang ý nghĩa của cái sự tha thứ, khoan dung, cũng như là sự hối hận, hối lỗi, cũng như là biết nhìn lại bản thân của mình, biết giúp đỡ tha nhân, chủ động đến với mọi người chứ không để cho một cái lý do gì đó. Vì vậy cho nên là mở đầu để mời các bạn cùng nghe, để chúng ta thấy được cái giá trị của Giáo hội Công giáo rất tốt, và khẳng định với các bạn rằng là cái chân giá trị ở mọi lúc mọi nơi vẫn điều dạy cho chúng ta có những cái hoạt động trong phụng vụ cũng như trong đời sống hàng ngày, trở nên tốt đẹp, trở thành một con người tốt sau trong một cái xã hội. Do đó cho nên là trong những cái hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, các bạn cũng thấy đó, có rất là nhiều hoạt động chưa tốt, thậm chí là mang tai tiếng về cho giáo hội, thậm chí là cớ để cho người khác xúc phạm đến chính Giáo hội Công giáo và xúc phạm cả chính các bậc chí thánh mà người Công giáo tôn kính. Đó là Thiên Chúa, là Đức Mẹ, là các thánh. Do đó cho nên là chúng ta phải thấy rằng là chân giá trị của Giáo hội Công giáo là trong đạo đức là tốt. Tuy nhiên là một số người đã lợi dụng Giáo hội Công giáo để mưu đồ hoạt động cho bản thân của mình, cho cái mục đích chính trị cá nhân và ích kỷ của mình, cho cái hội nhóm của mình, đã làm cho Giáo hội Công giáo ở Việt Nam trở nên tai tiếng và xấu xa trong mắt mọi người. Trong thời gian qua, một số bạn muốn bảo vệ tôn giáo của mình, và vì vậy cho nên rất là nhiều bạn đã lên mạng xã hội và phản bác lại rất là nhiều các cái thông tin mà tôi cho rằng nó bất lợi cho Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên thì tôi cũng có nói với các bạn mấy điều, đó là các bạn bảo vệ Giáo hội Công giáo của mình bằng chính giá trị mà giáo hội đã trao cho các bạn. Đó là gì? Đó là các bạn phải thấy được rằng giá trị của giáo hội chúng ta đó là hướng thiện. Vì vậy các bạn đấu tranh thì phải đấu tranh vì cái thiện mà đấu tranh. Vì vậy cho nên là khi người ta nói tới vấn đề, tôi ví dụ nha, đó là các người ta đang nói với vấn đề đó là nạn lạm dụng tình dục trong nhà thờ của các linh mục, của các tu sĩ, cả nam lẫn nữ, kể cả lạm dụng tình dục một cách thông thường và lạm dụng tình dục trên cơ sở gọi là ấu dâm của Giáo hội Công giáo trong suốt nhiều năm nay,
và đã có nhiều báo chí trên khắp thế giới lên tiếng, cũng như nhiều giáo hội, nhiều linh mục, giám mục đã phải rời khỏi cái chức thánh của mình vì trách nhiệm và cũng là vì sự trừng phạt. Đức Giáo Hoàng cũng đã có thông điệp của mình về vấn đề này, đã xin lỗi những nạn nhân. Đó chính là cái mà chúng ta thấy được trong thời gian qua. Những bạn nào thiếu thông tin có thể tham khảo, các bạn đang dùng Internet, các bạn đang dùng Google để tìm kiếm thông tin, và tất cả những điều tôi nói đây đều có thể kiểm chứng và đều có thể tìm kiếm được ở trên mạng Internet mà các bạn đang sử dụng. Mạng Internet toàn cầu đã kết nối chúng ta lại với nhau, và chúng ta thấy được rằng tất cả những thông tin trên khắp thế giới này chúng ta đều nắm bắt được. Vì vậy tôi có thể biết được một sự việc đang xảy ra ở miền Trung, ở miền Bắc mà không cần thiết tôi phải ở đó. Dĩ nhiên một số bạn hỏi rằng là thông tin đó có được kiểm chứng chưa? Thì xin thưa với các bạn là khi đưa một thông tin nào đó, tôi cũng như nhiều bạn đã có sự kiểm chứng ở góc độ nhất định của mình, có thể chưa đầy đủ lắm, nhưng có cơ sở để tôi khẳng định rằng đó là những sự việc có thật. Dĩ nhiên nói như thế cũng chỉ là một cách để chúng tôi cố gắng biện luận cho mình. Nhưng mà ở đây ta thấy rằng nhiều bạn lên mạng xã hội bảo vệ cho chính tôn giáo của mình, nhưng vô tình các bạn lại làm cho người ta thấy rằng cái tôn giáo của mình nó ngày càng tệ hơn. Bởi thứ nhất, ngôn từ các bạn sử dụng để phản biện đối với những người công kích tôn giáo mình hết sức tệ. Các bạn đã dùng thân phận là người công giáo phản biện lại những người khác một cách vô văn hóa. Và như thế chúng ta thấy ngay, nếu chúng ta sử dụng tư cách tôn giáo nhưng lại vô văn hóa, thế người ta đánh giá tôn giáo của chúng ta vô văn hóa, bởi nó hình thành nên con người chúng ta. Mỗi người khi đại diện cho tôn giáo của mình thì chính là đang đại diện cho văn hóa của tôn giáo của mình, và thậm chí nó đại diện cho cả giá trị đạo đức của chính gia đình của mình. Do đó cho nên một số bạn lên mạng xã hội và phản biện lại những cái thông tin bất lợi cho giáo hội nhưng lại dùng thái độ vô văn hóa, chính các bạn đang tự làm hại chính tôn giáo của mình. Điều thứ hai đó là các bạn bao che cho cái xấu thì các bạn không thể chứng minh được tôn giáo của mình tốt. Các bạn thấy đấy, người ta đưa ra các chứng cứ, đưa ra các dữ kiện, dữ liệu để chứng minh rằng tôn giáo của ta đã vi phạm về các giá trị đạo đức. Ví dụ như nạn lạm dụng tình dục ở trẻ em của các linh mục trong nhiều năm, và giờ này nó vẫn còn xảy ra, và nhiều hoạt động, nhiều tin tức liên quan tới nó vẫn luôn được báo chí mổ xẻ trên các cái trang mà các bạn cho rằng các bạn tin tưởng nhất, như BBC hay là CNN. Tất cả những trang đó, dù rằng nó có ý tưởng chống cộng, các bạn thích nó, và gần như tất cả các thông tin chống cộng các bạn đều lấy từ BBC, từ CNN hay là từ RFA, RFI. Nhưng có một điều các bạn không chấp nhận được, đó là nếu những trang này cũng đưa những thông tin tương tự nhưng xấu về giá trị của giáo hội công giáo. Ví dụ như các bạn thấy là chính trên CNN, BBC nó đã nêu các cái thông tin cáo buộc các linh mục lạm dụng tình dục. Các bạn hoàn toàn không tin nó, nhưng các bạn hoàn toàn tin các thông tin về chống cộng. Đó chính là cái điều mà các bạn đang không công bằng trong chính bản thân mình. Do đó nên tôi thấy rằng khi các bạn bảo vệ cái xấu thì chính các bạn đang đẩy giá trị của chính tôn giáo mình đến cái bờ vực của cái xấu mà người ta phải chứng minh thông qua chính các bạn. Các bạn thấy đó, lạm dụng tình dục là tốt hay xấu? Đó là xấu chứ. Ngay cả trong giá trị của tôn giáo nó là xấu, bởi vì đó là điều cấm kỵ. Các linh mục phải sống đời sống tận hiến, nhưng nay các ngài không còn tận hiến nữa. Nghĩa là các ngài ngoại, trước đây các ngài tận hiến cho Thiên Chúa, các ngài dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và sống vì Thiên Chúa, nhưng hiện tại các ngài đã sống vì tình dục, sống vì tình yêu giữa chính các ngài với con người với nhau. Thế các ngài không còn tận tâm tận hiến cho riêng Thiên Chúa nữa. Thế các bạn thấy đấy, một linh mục, một tu sĩ không còn một lòng một dạ với Thiên Chúa, mà ông ta đã vì gia đình của mình, vì người yêu của mình, vì người tình của mình. Thế có nghĩa rằng các bạn đang mất đi, các bạn đang mất đi chính cái giá trị của một vị tu sĩ, một người có đời sống tận hiến. Nhưng các bạn lại đi bảo vệ điều đó, thế chả khác các bạn đang sỉ nhục chính giáo luật và chính cái nền tảng đạo đức của chính tôn giáo mình. Cũng như thế, xã hội sẽ đánh giá cao các bạn nếu các bạn biết nhìn nhận sai trái của chính tôn giáo của mình, nhìn nhận cái sự sai trái của chính các linh mục, chính những cái hoạt động sai trái của chính tôn giáo mình sẽ làm cho người ta đánh giá rằng con người, giáo dân và tín đồ của tôn giáo này nó biết nhìn ra cái đúng, cái sai, cái sự thật, cái chân lý. Đó là cái điều mà chính các bạn chưa làm được.
các bạn cứ thấy người ta nói xấu Chúa và Đức Mẹ, các bạn chửi người ta ngay. Nhưng các bạn quên rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ được tôn trọng thông qua chính giá trị của các bạn. Người ta đâu có biết Chúa và Đức Mẹ là ai đâu. Người ta chỉ biết Chúa và Đức Mẹ thông qua chính các bạn. Mà các bạn lại có lời ăn tiếng nói, có những cái hoạt động xã hội không đúng, thì điều đó sẽ làm cho người ta đánh giá Chúa và Đức Mẹ ta không tốt. Và chính các bạn làm cho người ta tức giận hơn khi những lời lẽ vô văn hóa của các bạn phản biện lại những cái thông tin, dù người ta xấu thế nào không biết. Nhưng khi các bạn xấu y như vậy, người ta đánh giá Chúa và Đức Mẹ và tạo cho người ta cơ hội để giận dữ và trút giận lên chính tôn giáo của bạn, trút giận lên chính Thiên Chúa và Đức Mẹ và các thánh mà chúng ta tôn thờ. Mấy điều đó để nói cho các bạn thấy rằng là bảo vệ tôn giáo nó phải chính bằng chính cái giá trị của tôn giáo của mình, chứ không phải bảo vệ tôn giáo bằng việc chúng ta có lời nói hơn thua với người khác, với người ngoại đạo. Những điều đó tôi nhắn gợi các bạn. Các bạn thấy được rằng là các bạn luôn cho rằng là những người cộng sản là những người xấu, đúng không? Những bạn chống cộng, người Công giáo luôn cho là thế. Nhưng các bạn hãy dòm xem, Đảng Cộng sản Việt Nam có cái chương trình hoạt động của mình, đó là gì? Xây dựng tổ chức đảng bằng cách là có cái biết phê và tự phê. Họ biết nhìn nhận sai lầm, phê bình sai lầm, tự phê bình lấy. Và trên cơ sở biết phê và tự phê, người ta nhìn ra sai lầm, sai trái trong quá trình lãnh đạo đất nước để người ta thay đổi, để người ta tiến bộ. Cũng thế, nếu các bạn không biết nhìn nhận những người xấu trong tôn giáo của mình, không biết nhìn nhận những linh mục xấu trong tôn giáo của mình, bài xích họ, yêu cầu giáo luật trừng trị họ, thì chính các bạn là những người đang dung dưỡng họ và bao che cho cái xấu. Như thế làm sao tôn giáo ta ngày càng tốt đẹp được? Làm sao tôn giáo ta ngày càng được người khác kính trọng được? Chúng ta bao che cho cái xấu, liệu chúng ta có tốt? Chúng ta bao che cho cái xấu, người ngoài dòm vào đánh giá ta như thế nào? Đó chính là cái mà tôi đang thấy các bạn đang làm ở trên mạng xã hội đây. Các bạn đang phản biện, phản bác bằng những lời nói, hành động hết sức vô văn hóa và hết sức cực đoan. Đó chính là cái mà chúng ta thấy là chúng ta thua sai một tổ chức đảng phái chính trị, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế, chúng ta thấy được rằng có rất là nhiều người trong chúng ta nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là ma quỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải được diệt trừ để xã hội này được tiến bộ. Nhưng các bạn thấy đấy, các bạn có thấy được rằng, các bạn thấy đấy, sự vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là trên cơ sở nền tảng của cái gì? Của giá trị phê và tự phê bình, biết tổng kết đánh giá qua từng giai đoạn thời kỳ. Các bạn thấy họ hoạt động theo nhiệm kỳ, có nghĩa là 5 năm họ phải bầu cử, bầu bán lại. Trên cơ sở đó họ đánh giá những gì đã đạt được, những gì chưa đạt được, và qua đó họ nhìn nhận ra, tìm ra phương hướng để khắc phục những cái chưa được. Và do đó cho nên là cái mục tiêu của họ tới giờ này không phải chỉ là mong muốn đến cái định hướng, đến cái xã hội chủ nghĩa ngày càng nhanh, mà họ muốn đến đó một cách thật vững chắc. Các bạn thấy đấy, người ta luôn gọi đây là quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chứ người ta chưa nói rằng đây là một xã hội chủ nghĩa. Các bạn thấy, các bạn bảo là thiên đường xã hội chủ nghĩa bằng phê bình, phê phán, các bạn miệt thị. Nhưng thực tế người ta vẫn khẳng định đây là quá trình, và đây là quá trình quá độ. Nghĩa là giống như một cái độ nhất định người ta thay đổi. Giống như là ở trong một cái môi trường nhất định, khi người ta phát hiện ra rằng người ta đốn rừng nhiều quá rồi, thì lúc này hiệu ứng nhà kính xảy ra, thì người ta bắt đầu phát động phong trào không phá rừng. Ở một cái giai đoạn nhất định, người ta buộc phải có một cái ý tưởng nhất định để thay đổi. Và vì vậy cũng thế, họ cũng nhìn thấy cái vai trò của họ trong thời điểm này, đó là đang quá độ, chứ chưa phải là xã hội chủ nghĩa. Do đó các bạn có muốn thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa thì các bạn phải cố gắng xây dựng cùng họ. Và rõ ràng các bạn thấy đó, trong quá trình từ suốt những năm phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam sau năm 1975, các bạn thấy như cái mô hình đó là kinh tế tập thể, đó là bao cấp chẳng hạn, quan liêu bao cấp. Các bạn thấy rằng là quá trình này đã làm cho đất nước kiệt quệ. Cũng như chúng ta vừa bị cấm vận, rồi vừa tự chúng ta phong tỏa lẫn nhau, phong tỏa kinh tế lẫn nhau, kinh tế tập thể, đâm ra cái tình trạng là cha chung không ai khóc. Thế là rồi mỗi người được sống bằng phiếu, bằng thế này thế khác, đâm ra là không thể mua bán gì, nền kinh tế gần như là kiệt quệ. Do đó cho nên là tự thân người dân và ngay cả chính quyền ở mỗi địa phương cũng nhìn thấy cái sai lầm đó, và họ đã tự mở với nhau.
họ đã tự giúp đỡ lẫn nhau. Giống như bà ngoại tôi chở gạo lên cho mẹ tôi, gia đình tôi không đủ sống, bà ngoại tôi phải chở gạo lên cho mẹ tôi, cũng phải lén lút, mẹ tôi cũng phải đi buôn gạo, đi buôn thịt để tìm thêm thu nhập. Do đó cho nên chúng ta thấy được rằng, mà cái buôn mà tôi đang nói chính là buôn lậu đó nhé. Nghĩa là trong cái quá trình đó, tự người thân và tự chính quyền thì mắt nhắm mắt mở, người dân thì phải tìm cách để mà sống. Tuy nhiên nhìn nhận thấy điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt đầu bước vào kinh tế thị trường, xóa bỏ tình trạng chế độ quan liêu bao cấp đó. Vì vậy cho nên đất nước chúng ta ngày hôm nay là một đất nước theo nền kinh tế thị trường. Do vậy mà chúng ta đang tự thân mỗi người vận động trong nền kinh tế này, ai tài giỏi hơn thì người đó làm giàu, thế thôi. Vì vậy cho nên là tôi muốn nói với các bạn rằng, để đánh giá về một chế độ, đánh giá về một xã hội, chúng ta cần phải trên cơ sở lịch sử cụ thể hay dòm thấy họ làm trước đây họ như thế nào, tại sao họ như vậy và là bây giờ phải như thế nào, bây giờ sự phát triển đó nó ra sao. Ví dụ các bạn nói là, các bạn nói tại sao chúng ta không bằng Singapore, tại sao chúng ta lại không bằng những nước trong khu vực. Các bạn thấy đấy, tất cả các nước trong khu vực có nước nào chiến tranh liên tục như ta, bị cấm vận suốt hơn 20 năm? Không có. Sau năm 75 ta bị cấm vận liên tục và không nước nào làm ăn với ta cả. Chúng ta lại trong quá trình quan liêu bao cấp. Rồi còn bao nhiêu thứ, ví dụ như chiến tranh, hậu quả chiến tranh xảy ra. Sau năm 75 có hàng triệu người gọi là chế độ ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa ở đó. Rồi giặc trong thù ngoài, rồi chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, chúng ta liên tục chiến tranh. Và do đó nên nền hòa bình của ta chỉ mới có gần đây, mới bắt đầu phát triển gần đây. Chúng ta không thể nói như Singapore là một cái quốc gia không hề chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thậm chí nó được lợi từ chiến tranh. Nó được chung, nó là một quốc gia được Mỹ dùng để trung chuyển vũ khí và quân lực để đánh tấn công Việt Nam ta. Hàng ngày nó thu nhập vào hàng trăm ngàn đô la, thế thì bây giờ tại sao nó không giàu? Nó giàu là giàu gần như là nhờ vào chiến tranh ở đất nước ta mà nó giàu. Do đó nên các bạn thấy đây, đánh giá phải trên cơ bản lịch sử cụ thể, phải có quan điểm, chứ không phải nhào vào rồi đánh giá rằng tại sao hôm nay ta không bằng người này, tại sao không bằng người kia. Các bạn thấy nếu các bạn bỏ ra 20 đô để mua 1 kg rau muống ở Mỹ, ở đây các bạn chỉ cần bỏ ra chưa tới 10.000 các bạn đã có 1 kg rau muống. Tại sao chúng ta lại phải so sánh giá trị đó khi ở đây chúng ta không cần phải kiếm 20 đô, có nghĩa là khoảng 400.000. Chúng ta chỉ cần kiếm 10.000 chúng ta đã có 1 kg rau muống để ăn rồi. Vấn đề ở chỗ làm sao để cái giá trị hạnh phúc của ta nó đạt được. Đó chính là cái mục đích xây dựng xã hội. Đó là mấy điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn. Vấn đề thứ hai đó là tôi muốn thấy cái sự khập khiễng trong đánh giá của một số người về một số việc. Ví dụ như một số bạn cho rằng là yêu nước, đó là chúng ta buộc phải làm gì, đó là không được vi phạm pháp luật, đó là phải ủng hộ chủ trương của đảng và nhà nước. Tuy nhiên tôi vẫn thấy các bạn chống đối một cách cực đoan, đó là gì? Các bạn chống đối về pháp luật giao thông bằng cách các bạn không đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Các bạn vẫn chống đối khi các bạn khi giao thông thổi lại, các bạn có bạn nào không năn nỉ không? Giao thông thổi các bạn lại lập tức các bạn năn nỉ, anh tha cho tôi đi, tôi lỡ làm lần này, hay là anh tha đi rồi tôi nhét cho anh vài trăm ngàn. Chính các bạn là những người vi phạm và các bạn lại càng vi phạm nhiều hơn ở góc độ đó. Và tôi thấy thêm nữa là các bạn còn có giống như các bạn nói là hôm rồi, các bạn nói là về vấn đề sách giáo dục công nghệ, các bạn là những người đi chống lại nó. Nó là chương trình của Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục chẳng phải nhà nước ta sao? Thế các bạn vẫn chống nó. Nhưng các bạn lại yêu cầu chúng tôi không được chống lại một cái chủ trương nào đó. Ví dụ như tôi nói, tôi sẽ chống Bộ Chính trị nếu như Bộ Chính trị chấp nhận từ ngụy trong bộ sử 15 tập. Tôi nói câu đó đúng hay sai? Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta nhìn thấy một quan điểm, một chủ trương nào đó của đảng và nhà nước sai, chúng ta phải có quan điểm của mình, đó là góp ý và xây dựng. Trên cơ sở các bạn thấy đấy, ngày xưa nếu như các lãnh đạo đảng nhà nước ta không được sự góp ý, đóng góp từ nhân dân, từ chính những đại biểu nhân dân, thì làm sao người ta thấy được cái sai lầm bên trong cái cơ chế quản lý quan liêu bao cấp mà người ta bỏ nó, và không thấy được điều đó, không dòm thấy được cái bức xúc của nhân dân, làm sao người ta thay đổi để người ta phát triển. Do đó cho nên là khi có một vấn đề xảy ra, ví dụ như trong cái cuốn Gạt Mai Vòng Tròn Bất Tử mà do ông Lê Mã Lương mà cùng một số người chủ biên và phát hành đấy, thì rõ ràng người ta thấy rất nhiều sai lầm bên trong đó, và người dân chúng ta đã có ý kiến từ các cấp khác nhau, từ tuyên bố trên Facebook cho đến các đơn thư, rồi cho đến các cái việc khác, nghĩa là chúng ta làm bằng mọi cách để chúng ta góp, đóng góp ý kiến cho mình. Vậy thì cái việc các bạn bảo rằng cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử chả phải do nhà nước cho phép phát hành sao?
Nếu các bạn nói thế, nghĩa rằng là nếu ai chống lại cuốn sách đó, có nghĩa là chống lại đảng nhà nước à? Nếu vậy thì rõ ràng ngày hôm nay, sau những ý kiến của nhân dân, cuốn sách đã bị thu hồi. Và điều đó chúng ta thấy được rằng là cái giá trị trong đấu tranh để phát triển, các bạn không đấu tranh làm sao phát triển được. Rõ ràng chúng ta phải đấu tranh trước một cái hiện tượng sai lầm nào đó của một nhóm người nào đó. Rõ ràng các bạn cũng chấp nhận rằng là chúng ta có nhóm lợi ích, đúng không? Và nếu như vậy thì rõ ràng ngay cả cái việc các bạn bảo rằng là có các nhóm lợi ích, mà khi có các nhóm lợi ích thì có sai lầm trong một số chỉ đạo, trong một số chủ trương. Bởi vì họ, các nhóm lợi ích đó đưa ra một số quan điểm chủ trương nào đó để phục vụ cho lợi ích của họ, và dĩ nhiên nó gây hại cho xã hội. Và khi nó gây hại cho xã hội thì về xã hội đây có ý kiến. Và vì vậy bộ sử 15 tập hay là cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử được sự đóng góp của nhân dân thông qua sự nặng nhẹ trong lời nói, thông qua đơn thư, thư từ góp ý cho các cấp lãnh đạo, mà qua đó chúng ta thấy được rằng sự đấu tranh đó nó có kết quả là ngày hôm nay cuốn Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử đã bị thu hồi. Mặt khác chúng ta cũng thấy được đó là bên trong các cái lý lẽ, các quan điểm giá trị mà chúng ta đang đấu tranh với nhau, thời gian qua một số người miệt thị tôi cũng như nhiều người rằng là chúng tôi là bò thế này thế khác. Thực tế các bạn thấy đấy, tại sao chúng ta phải miệt thị nhau như thế? Các bạn thấy tại sao chúng ta phải miệt thị nhau? Đó chả phải là sự chia rẽ sao? Các bạn biết đấy, giá trị tồn tại của dân tộc ta đó là giá trị của hai chữ đoàn kết. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và vì vậy cho nên là cái việc chúng ta đang cố gắng ngồi đây chia rẽ nhau, gọi nhau là bò, cái việc chúng ta đang cố gắng ngồi đây để chúng ta chia rẽ và chửi bới nhau, chả phải đây là lúc chúng ta đang trở thành đống cát rời, và đây là lúc mà kẻ địch đang lợi dụng chúng ta. Tôi không biết các bạn nhìn nhận thế nào, nhưng tôi thấy một thời gian rất dài trên mạng xã hội Facebook này, kể cả dùng cả YouTube để tuyên truyền, một số người đã tạo diễn đàn cho những kẻ ở hải ngoại chửi bới đất nước, và tạo diễn đàn cho những người trong nước chửi nhau. Các bạn dòm thấy ai là người tạo diễn đàn? Những người hay livestream và mời người khác lên cùng live, và nhất là mời những cái người đó lên mục đích là để chửi người khác. Rõ ràng ta thấy ở đây sự đấu tranh không có, hoàn toàn không ai đấu tranh ở đây cả, mà là chỉ mong muốn tạo ra điều kiện để chửi bới nhau nhiều nhất. Thay vì chúng ta có bất đồng quan điểm thì chúng ta tạo điều kiện để chúng ta nói, tìm ra nguyên nhân để chúng ta thống nhất đồng thuận với nhau. Điều gì chưa đồng thuận được thì chúng ta hãy giữ cho mình, bảo lưu ý kiến của mình. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cùng nhau chửi bới nhau nhiều đến như vậy? Đó là bởi vì có kẻ, có người đã kích động chúng ta. Yếu tố nước ngoài tôi thấy rất nhiều. Các bạn thấy đấy, thời gian vừa qua trong nhiều người tham gia mạng xã hội đã có lợi rất nhiều nhé, có nghĩa là dính dáng tới tiền. Tôi thấy là nhiều người được tặng tiền, mà nhất là được tặng bằng đô la. Và sau khi có những cái việc về vấn đề lợi lộc đấy, thì tôi thấy nhiều người đã trở nên không còn hoạt động tốt nữa, và nó bắt đầu có những cái việc chia phe phái nhau. Yếu tố nước ngoài xuất hiện làm cho nhiều người bị tha hóa đi. Do đó cho nên là tôi thấy rằng là các bạn cần phải chuẩn mực lại, chỉnh lại một chút để xem có kẻ nào đang kích động chúng ta. Tại sao ở hải ngoại nó lại có thể tác động vào ta mạnh như thế? Nó vì tiền không? Các bạn thấy rõ ràng có yếu tố tiền trong đó. Một số người ở hải ngoại đang tạo diễn đàn cho chúng ta nói chuyện, tại sao thế? Các bạn nghĩ coi, tại sao? Chúng ta là những người tham gia mạng xã hội để chúng ta phản bác các luận điệu xuyên tạc, bây giờ chúng ta lại trở thành một cái thành viên trong một cái livestream của một ai đó ở nước ngoài. Điều đó chả phải chúng ta đang bị lợi dụng sao? Và gần như đổi hướng, chúng ta không còn đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc nữa, mà chúng ta bắt đầu chuyển sang chúng ta chửi nhau. Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn nhận lại nha. Bạn nào mà vẫn còn cái ý tưởng là tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc thì phải chuẩn lại ngay. Ngay lập tức các bạn bỏ qua tất cả mọi hiềm khích cá nhân, không cần biết đối phương là ai, không cần biết nó là gì, chỉ cần thấy một luận điệu xuyên tạc từ các cái trang phản động là chúng ta phản bác, viết bài phản bác, live stream phản bác, tìm ra những cái đứa hay chia sẻ những bài đó báo cho cơ quan chức năng địa phương. Đó chả phải là cách mà chúng ta làm sao? Còn việc chúng ta cố gắng liên kết với nhau để mạnh mẽ hơn là điều tốt, thông tin cho nhau để chúng ta nắm được thông tin mà đấu tranh, đó là điều tốt. Nhưng
hiện tại nhiều bạn đã không còn được cái mục đích đó và chúng ta gần như đi lạc hướng, đúng không các bạn? Đấy, cho nên là vấn đề của chúng ta đó là ngày hôm nay chúng ta thấy được một số người gọi là chống đối, bảo rằng là chúng tôi chống đối lại bộ sử, chống lại gạt ma vòng tròn bất tử, làm bò, là như thế là chống đảng nhà nước. Thưa với các bạn, mỗi xã hội đều phải đấu tranh để phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị hay là các cơ quan đảng nhà nước rất cần sự đấu tranh từ phía nhân dân của ta. Mà nhân dân thì có đúng có sai. Nếu cái gì nhân dân nói đúng nghe, nói sai thì không nghe. Và dĩ nhiên là trên cơ sở chúng ta phải lên tiếng đấu tranh. Các bạn ai vua? Các bạn thấy đấy, các bạn đang nói cái điều người ta muốn hay là nói cái điều người ta cần, nói cái điều người ta đòi? Thế các bạn muốn là Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta quan liêu theo kiểu là các bạn luôn luôn đi theo để mà nịnh hót à? Các bạn có thấy là nếu các bạn, cái gì đảng đưa ra các bạn cũng ủng hộ hết, các bạn không dòm thấy cái sai ở trong đó để các bạn đóng góp xây dựng, thì làm sao các bạn là những người xây dựng được, đúng không? Nếu cái gì đưa ra các bạn cũng ủng hộ hết, đó chả phải là ai vua, đó là nịnh hót, đúng không? Chúng ta phải nhìn thấy cái gì sai, cái gì đúng để chúng ta phản bác. Thời gian qua các bạn thấy rất rõ là một số người trong xã hội không biết ức giáp gì cả về cái vấn đề chương trình công nghệ giáo dục nhưng vẫn đấu tranh. Đó cũng là một cái tốt, nhưng mà họ không biết họ đấu tranh cái gì thì đó lại là cái xấu. Nhưng mà chúng ta giải thích cho họ. Các bạn biết đấy, ngày hôm kia tôi có gặp một số nhân viên ngân hàng, thì họ hỏi tôi vấn đề là cái bộ sách công nghệ giáo dục như thế nào. Tôi bảo con tôi đang học đấy, và chính bản thân tôi cũng là người học cái chương trình này, cách đây hai mươi mấy năm tôi là người học chương trình này, và tôi vẫn viết tốt, nói tốt. Tới giờ này tôi khẳng định các bạn rằng tôi viết rất ít khi gọi là sai chính tả. Và vì điều đó cho nên là các bạn thấy được rằng cái sự đấu tranh của mỗi người trong xã hội là cần thiết, đấu tranh để tìm ra cái đúng. Rõ ràng một số người không hiểu công nghệ giáo dục là gì và họ đấu tranh, họ sợ con cái họ hư, họ phải đấu tranh. Nhưng rõ ràng cái chương trình này là do Bộ Giáo dục đưa ra, không có sự đồng ý Bộ Giáo dục ai dám đem ra ứng dụng. Do đó cho nên là các bạn đang đấu tranh, đó là gì? Đó là đang chống lại ai? Đang chống lại Bộ Giáo dục chứ ai? Và điều đó là sao? Chẳng lẽ những người đang đấu tranh chống lại Bộ Giáo dục đều là những người bị phê bán, phê bình là bò hết à? Do đó nên các bạn phải thấy rằng nếu như mà cái điều này sai thì ngay, nếu như cái việc áp dụng cái chương trình công nghệ giáo dục này sai thì trước mắt cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề giáo dục chịu trách nhiệm bởi nó sai, sau đó là cơ quan đảng phải chịu trách nhiệm. Thế thì các bạn có thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam quá trình lãnh đạo mà sai là phê bình, đúng không? Do đó cho nên chính các bạn những người tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc thì nó còn phải tham gia đấu tranh để xây dựng xã hội. Xây dựng xã hội là xây dựng lẫn nhau. Có nhiều đảng viên tha hóa biến chất, đúng không? Thời gian qua rất nhiều đảng viên tha hóa biến chất. Các bạn thấy đấy, đảng đã khai trừ hàng loạt những cán bộ cấp cao, xử tù rất là nhiều người tham nhũng khi họ tha hóa biến chất. Và vì vậy cho nên chúng ta không phải nói được rằng là cái gì, đúng không, cứ mà do đảng đưa ra đều đúng. Và do đó nên đảng mới nói rằng một người hay một đảng hôm nay là vĩ đại nhưng chưa chắc ngày mai còn vĩ đại nếu cái tâm người đó không còn trong sáng nữa. Do đó cho nên trong quá trình chúng ta xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta buộc phải xây dựng lẫn nhau. Và xây dựng là nó phải biết phê và tự phê. Đảng nghe nhân dân phê bình, nhân dân tức giận vì một hoạt động nào đó thì dĩ nhiên đó là thái độ của nhân dân, nhưng họ không chống đảng, không chống Bộ Chính trị, bởi vì họ biết được rằng nhân dân bực bội chống lại chính là nhân dân đã thấy quyền lợi của mình có bị ảnh hưởng. Và tôi nói rằng, tôi đã nói rất rõ rằng nếu các bạn thay đổi thân phận ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa trong bộ sử, bỏ đi từ ngụy, bắt nó làm chính quyền đấy, thì rõ ràng chính các bạn đang biến Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức đảng nhà nước miền Bắc xâm lược miền Nam. Các bạn đang biến Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là quân phiến loạn. Các bạn đang cố gắng đào mồ quốc mã của tất cả các anh hùng liệt sĩ ở trong cả đất nước này
và tất cả những anh hùng liệt sĩ đang được hưởng chế độ chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng sẽ không còn được hưởng chế độ đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền. Mà khi nó là chính quyền thì tất cả những người đấu tranh cho nó mà chết đi chính là liệt sĩ, đúng không? Và như vậy, chả phải bây giờ tất cả những cái kẻ gọi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nó đòi chế độ chính sách, lấy đâu trả cho nó? Bởi nó đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa, cho đất nước nó, cho chính quyền nó mà. Cho nên kẻ nào công nhận nó là chính quyền, kẻ đó đang, một là không có hiểu biết, hai là những người đang có cái tâm tư chưa tốt, thậm chí là đứng về phía của giặc. Nói mấy điều như thế để các bạn thấy được rằng là chúng ta khi nhìn nhận vấn đề phải nhìn nhận trên cơ sở khách quan, đứng chỗ này chỗ kia, chứ không phải trên cơ sở là chúng ta ghét thù nhau. Tôi thấy là nhiều người vì thù nhau mà chửi nhau, chứ không phải là vì xây dựng cho xã hội mình. Cái mục đích chung là phải giúp ích cho đời. Lên một cái live stream các bạn phải nói cái điều tốt đẹp, các bạn phải xây dựng. Một cái live stream của các bạn lên chỉ là chửi bới nhau thì không có giá trị gì đâu. Tôi lên rất là nhiều và live stream tôi nhìn thấy các bạn trong một cái buổi chiều tối có 9-10 cái live stream cùng một lúc, rất là nhiều người live stream như thế, các bạn nói cái gì? Nếu các bạn nói cùng một nội dung thì không sao cả, mỗi một người có một cách tuyên truyền. Nhưng mà các bạn thấy đấy, tôi thấy rất nhiều live stream là để chửi nhau, đả kích lẫn nhau. Đó là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói, nhắn gửi với các bạn đấy, là nếu như các bạn thấy mệt mỏi trong quá trình đấu tranh, các bạn có thể nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi ta khỏe mạnh lại, sau khi ta lấy lại tinh thần, ta bắt đầu đấu tranh tiếp. Điều đó tốt mà, không? Đâu nhất thiết chúng ta phải nhức đầu nhức óc lên trên mạng xã hội chỉ để chửi nhau. Và chúng ta thấy được rằng là nếu mục tiêu ban đầu của chúng ta chính là phản bác các luận điệu xuyên tạc không còn nữa, thế thì chúng ta đâu cần thiết chúng ta phải ngồi đây tự gọi mình là cờ đỏ. Các bạn có thể nói à, tôi hôm nay tôi theo giặc rồi, thế đi. Một điều nữa đó là chúng ta đấu tranh phải có văn hóa. Tôi nói với các bạn rất là nhiều lần, đó là an ninh Việt Nam đã rất tài giỏi khi mà lưu manh hóa được lực lượng chống cộng, đúng không? Và chính như vậy mà chúng ta cũng bắt đầu lưu manh giống những người kia, thì chúng ta đang bắt đầu rớt hạng đấy. Chúng ta cũng lưu manh y như cái đám chống cộng, thế thì chúng ta đấu tranh cái gì? Chúng ta phải tận dụng vào cái sự lưu manh của đám chống cộng đó để làm cho người dân không tin tưởng nó. Còn bây giờ hành động và lời nói của ta trên mạng xã hội đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng và nhà nước, bảo vệ xã hội mình, mà mình cũng lưu manh giống nó, thế thì ai tin mình? Những hành động vô văn hóa, mất văn hóa, lời nói không có văn hóa ở trên mạng xã hội, đó là cái điều hạn chế, nên hạn chế. Một người trẻ hơn mình nói tốt mình phải biết công nhận, chứ không phải hỏi mày tuổi gì. Người ta tuổi gì kệ người ta nói đúng phải nghe, đúng không? Người ta có thể là người xấu trong vấn đề ABC nào đó, nhưng người ta tốt trong lĩnh vực phản bác các luận điệu xuyên tạc, nói đúng mình phải nghe. Người ta là ai không cần biết, người ta nói đúng mình phải nghe. Đó chính là cái thái độ của một người biết lắng nghe, biết học hỏi để tiến bộ. Còn chúng ta chỉ chăm chăm vào thân phận người khác để nói rằng mày có tư cách dạy tao không thì đó là chật rồi nha. Bởi vì chúng ta sống trong thế giới phẳng, chúng ta dòm thấy, chúng ta biết chắc lọc, hướng tới chân thiện mỹ, dòm thấy cái nào tốt, cái nào hay, cái nào chúng ta học hỏi. Các bạn thấy là tại sao Mỹ nó xâm lược ta, Pháp nó xâm lược ta, đô hộ ta, mà tại sao ta lại vẫn sang Mỹ, sang Pháp để học hỏi? Bởi vì khi nó xâm lược ta, nó có hại cho ta. Nhưng giờ này kinh tế nó phát triển, ta buộc phải làm ăn với nó để phát triển cho dân tộc mình, phát triển kinh tế cho đất nước mình. Nó có cái nền khoa học công nghệ do đi ăn cắp ăn cướp gì của người ta về đấy, hay nó dùng tiền mà nó đi ăn cướp của người khác nó có được đấy, nó mua công nghệ về để đất nước nó phát triển, thì tại sao ta không sang những cái nơi đó ta học hỏi để ta phát triển? Chúng ta đã đi chậm hơn người ta hàng trăm năm rồi, chúng ta chậm phát triển hơn người ta hàng trăm năm thì phải đi tắt đón đầu, phải kiếm những cái công nghệ mà nó đã nghiên cứu được, học của nó về làm của mình để mình phát triển bằng nó mà không cần tốn thời gian dài như nó. Đó mới chính là cái sự phát triển mà chúng ta mong muốn, đó mới chính là cách mà chúng ta cần làm. Chứ không phải các bạn ngồi đây các bạn nói tại sao bay chửi Mỹ mà bay phải sang Mỹ học, nó có cái gì hay cái gì giỏi ta đem về hết để ta làm vũ khí cho ta, không? Các bạn nói thế chứ nếu ta ghét Mỹ, ghét Pháp, ghét Anh, ghét tất cả những nước xâm lược mình, chúng ta không xài súng của nó à?
chúng ta không có súng nói gì ta đấu với nó. Thế các bạn thấy mình ngu không? Không, giận nó quá không ăn cơm à? Không, về nhà giận cha giận mẹ, nói con giận ba má rồi con không ăn cơm đâu. Thế mày không ăn mày đói chứ tao đói à? Ba má nói thế, đến lúc đói cũng phải ăn. Vì quyền lợi của dân tộc, vì quyền lợi của đất nước, chúng ta buộc phải sử dụng công nghệ của giặc để đấu lại giặc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu nói đó mà quên đi thì không khéo ta mất nước. Do đó cho nên chúng ta buộc phải học Tôn Tử binh pháp, buộc phải xem phim Tàu để xem có cái gì hay, nghe nhạc Tàu để coi nó có cái gì hay. Rõ ràng các bạn vẫn nghe nhạc Hoa lời Việt rần rần đó mà có đứa nào biết đâu à, vẫn bài Tàu thoát Hán à. Chúng ta buộc phải làm ăn với Trung Quốc, bởi vì không làm ăn với nó giờ này ta đói, ta nghèo, ta khổ. Nó chỉ cần đóng cửa khẩu, lập tức kinh tế ta kiệt quệ, ta không cần đánh, nó không cần đánh, nhiều đó đủ chết rồi. Chỉ cần nó đóng cửa biên giới một ngày thôi, hai ngày, ba ngày, hàng loạt nhà vườn, hàng loạt cơ sở sản xuất trong nước của ta đình trệ. Đình trệ thì chuyện gì xảy ra? Công nhân thất nghiệp. Ta không có hàng hóa để xài thì xã hội náo loạn. Và dĩ nhiên nó đóng cửa nền kinh tế ta thì dĩ nhiên các nước nó sẽ đâu còn là ngồi ở đây làm ăn với ta nữa. Bởi ta đang khó khăn mà đâu có thằng nào mà muốn nuôi một cái thằng đang khó khăn đâu. Mặt bằng của thế giới thằng nào có lợi ta chơi. Thế thôi. Do đó nên các bạn đừng bảo là Tàu hay không Tàu. Nó có Tàu, nó Tàu mấy chăng nữa thì chúng ta cũng phải chơi với nó để gì? Để chúng ta phát triển, để chúng ta sống được. Sống được một cái thằng to hơn mình hơn 10 lần đòi luôn luôn đòi tham, đòi chiếm đất nước mình, đòi luôn luôn đòi đánh phá mình mà mình vẫn sống được. Đó là đảng nhà nước ta giỏi. Nói mấy điều để các bạn hiểu được, để các bạn thấy được, để chúng ta phải làm sao để chúng ta biết được cái quyền lợi, cái lợi ích to lớn của đất nước, chứ không phải là việc những cái lời ăn tiếng nói qua lại với nhau, ngồi chửi bới nhau suốt ngày trên mạng, tốt làm gì mấy cái lời chửi đó, đúng không các bạn? Không. Và điều cuối cùng, lúc nãy nói cuối rồi nhưng tôi cũng nói cuối thêm lần nữa, đó là tôi phê bình dòng chú cứu thế Sài Gòn tại số 38 Kỳ Đồng đã tổ chức tri ân cho những cái kẻ đã từng đánh thuê cho Mỹ để giết hại đồng bào ta. Một tôn giáo cần phải tỏ ra giá trị của mình, không được gây thù hận. Kinh Hòa Bình mà tôi mở đầu chương trình cho các bạn nghe, không, đó là mang lại giá trị hòa bình. Nhưng khi mà tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, lính Việt Nam Cộng Hòa là đội lính đánh thuê cho Mỹ và bọn lính đó đã giết hại đồng bào ta, đó là đội lính đã giết rất nhiều người cộng sản, mà đất nước này là một đất nước do những người cộng sản đang lãnh đạo. Thế tri ân những kẻ đó chả khác nào dòng chú cứu thế đang cố gắng khơi gợi hận thù. Và điều đó tôi phê bình, bởi vì đó không mang lại hòa bình, mà đó chỉ mang lại sự đau thương, khơi gợi hận thù. Vì vậy cho nên là tri ân những cái kẻ đã cầm súng bắn giết đồng bào mình, đó là sự vô đạo đức của những kẻ đang đội lốt linh mục trong dòng chú cứu thế. Mà tôi cho rằng những kẻ đó không có đủ tư cách để phê bình, để nói chuyện đạo đức nhân quyền ở trên mạng xã hội hay trên xã hội chúng ta. Do đó cho nên là tôi đề nghị các bạn mạnh mẽ lên tiếng phản bác những cái luận điệu tri ân những cái kẻ làm lính tay sai đánh thuê cho giặc trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam của ta. Đó, do từ đó chúng ta sẽ xây dựng xã hội ta. Chúng ta phải vượt qua được cái này. Chúng ta phải dẹp bớt nỗi đau chiến tranh đi bằng việc là làm sao phát triển xã hội, phúc lợi xã hội. Những người tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam bị thương tật đều được chế độ chính sách dành cho những người tàn tật ở Việt Nam ưu đãi, hàng tháng có 290.000 đồng, rồi được gạo, được bảo hiểm y tế, bao nhiêu thứ. Đó là những cái điều mà nhà nước này đã cố gắng dùng chính sách để mà hàn gắn, để mà hòa giải, chứ không phải là thay đổi lịch sử để mà hòa giải. Một số người đang trong dòng chú cứu thế đang lợi dụng tôn giáo, đang lợi dụng dòng chú cứu thế để chống cộng. Những linh mục đó rất cực đoan và chúng ta đã nhìn thấy bản thân của họ, đã nhìn thấy cái giá trị của họ rất rõ ràng rồi. Do đó cho nên tôi hy vọng các bạn cần lên tiếng mạnh mẽ để phản bác những con người có cái tâm xấu đó, muốn lợi dụng tôn giáo để phá hoại tôn giáo và phá hoại xã hội ta. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái buổi livestream khác buổi chiều này. Rất cảm ơn các bạn.
đã tâm sự cùng với tôi. Nhiều bạn không thích, tôi biết, nhưng cũng chịu thôi. Xin chào, hẹn gặp lại.